Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 27 tháng 7, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Đà Nẵng Đường Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đề Trung Trình cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các ngành địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo ghi nhận, hôm nay ngày 27 tháng 7, Đà Nẵng có thêm 26 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca từ khu cách ly phong tỏa và 9 ca chưa được cách ly trong 9 ca cộng đồng thì có 1 nhân viên y tế bệnh viện chạy chiến, 2 ca đến khám tại bệnh viện và 6 ca liên quan cạn ca hấp thảo quăng. Đặc biệt, có một trường hợp làm việc tại công ty TTTI ở khu công nghiệp An Đồn, thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng, được kiên nhận mắc COVID-19 và đã tiết nhanh 312 nhân viên ở đây bước đầu âm tính. Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay là 464 ca, và dịch đã lay lan xa hơn 40 xã phường nhận định nguy cơ dịch bệnh còn rất cao, ngành y tế và các đơn vị đề nghị siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tăng cường mạnh việc xét nghiệm diện rộng để tầm soát nguy cơ cộng đồng, tập trung xét nghiệm tiếp tiểu thương các chợ, tiếp tục xét nghiệm 30% đại diện hộ gia đình, kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, khu công nghiệp. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm thực hiện giãn cách cần làm mạnh hơn nữa. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố lưu ý, dịch bệnh đang rất phức tạp, với nhiều ca cộng đồng. Vì vậy, phải khẩn trương hơn nữa để khoanh vùng, ngăn chặn lây nhiễm, đặc biệt là các chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá thọ quang hay lò bổ đà sơn. Ban chỉ đạo yêu cầu các quận huyện phải tăng gấp đôi lượng xét nghiệm để tầm soát cộng đồng và giao số lượng cụ thể cho mỗi địa phương phải hoàn thành. Sở Công Thương nhanh chóng triển khai phương án đưa nguồn cung hải sản tại cảng cá về các đầu mối, các chợ trên địa bàn, siết chặt công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, chợ truyền thống, đề nghị các ngành liên quan kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp công ty TTTI tại khu công nghiệp An Đồn và các nhân bệnh nhân tại đây. Quận của Hà Sơn xử lý nghiêm trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về và hai người Đà Nẵng tiếp tay để qua chốt kiểm soát hòa vực.